Cuộc họp về xây dựng lại nền kinh tế Syria được tổ chức tại Nam Hàn, tên từ hãng thành. Một cuộc họp tập trung vào việc phục hồi kinh tế và phát triển của Syria đã khai mạc tại hãng thành vào ngày hôm nay. Thủ tướng lâm thời Syria, ông Ahmed Tomet nói rằng để tái kiến thiết, Syria cần một kế hoạch Marshall với 250 triệu Mỹ kim viện trợ một tháng. Và ông Tomet đã cảm ơn các thành viên vì sự ủng hộ của họ trong giai đoạn tạm thời. Kế hoạch Marshall là một chương trình trợ giúp rất lớn được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã giúp cho Tây Âu phục hồi sau đệ nhị thế chiến. Này ông Tomet muốn có một chương trình tương tự để giúp cho Syria. Cuộc họp được đồng tổ chức bởi Liên minh Ả Rập Emirates, Đức và Nam Hàn và các thành viên của nhóm Những Người Bạn của Syria, bao gồm các nước Tây Phương cùng các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Nam Hàn, ông Yoon Byung-se cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng. Hôm qua, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đình chỉ viện trợ các thiết bị không gây chết người tới miền Bắc Syria sau khi các chiến binh Hồi giáo chiếm giữ các kho vũ khí của dân quân nổi dậy được Tây Phương hậu thuẫn, làm nổi bật lo ngại là nguồn cung cấp có thể đi vào tay kẻ xấu. Lực lượng quân đội tự do Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng quyết định của Hoa Kỳ và Anh Quốc là vội vã và sai lầm.